Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một chú lợn đang ôm trên tay của cà rốt rất là to này. Anh cùng tô với mình nhá. Mình sẽ tô của cà rốt trước này.
chỉ với ít phút mình đã bắt xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một chú heo đang ôm theo cục đá rất là to này. Để cho mình biết ý kiến được các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.